ba, chết cho cô chú. Một, hai, ba, chết cho cô chú. Rồi, Na đang ăn gì? Khoai tây chiên. Na đây. Khoai tây chiên. Na đây chị. Potato chip. Bình. Potato chip. À, khó quá cho qua. Bố đi. Học rồi mà, học có thể đó rồi mà. Đây là gì? Cô cần. Ăn cơm. Này là gì? Ô cơm. Cơm, đúng rồi, này là gì? Tiếp cận. Hả? Mi cần. Ê bì. Tiếng Việt là con tôm. Cái này là gì? Rong biển cuộn. Cuộn thịt heo, rau củ. Xin mời. Ban chiều của nàng. Xin mời. Con xin mời. Hay xin mời. Bữa nay là Tiên làm cái món rong biển cuộn cho nè. Thịt heo, bắp cải, với lại Tiên xin rau này kia, hành nọ đâu. Lại cơm trắng tôm. Về rồi ăn cái đó đó. Biết chỗ ô tô sàn giấu lấy ra kêu tôi sàn cho. Tôi sàn cho miếng. Này ăn đi. Ăn nhớ xin mời cô chú nha. Hơi to ha, hơi to không? Nó ngon lắm á. Thôi, rớt đi. Cho ăn thử đi. Mẹ thử cho nè xem nha. Mẹ đang nhìn nè. Mẹ đang nhìn mẹ nè. Nè, nè. Ngày xưa con thích ăn lắm mà nhìn mẹ nè. Ngon lắm. Mua rồi. Hết chưa rồi? Ở đây. Mẹ ăn nha. Dạ. Sao vậy? Sao con mang? Mình làm cho con ăn mà. Ủa? Con thử đi, ngon lắm. Con tôm. Sao anh thích ăn cái món đó lắm, giờ không thích anh ta? Lắm. Ừ, khẩn thận nó nóng một tí xíu đó. Hết rồi. Hết nóng rồi. Đâu. Anh từ từ thôi nha.
Cái đó ăn được không sao con, ăn luôn. Cái đó mình ăn được nay. Ngoài ăn đàng hoàng nha. Ăn nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ lại, nhỏ nhỏ lại. Ăn lại, ít lên tí xíu. Con ăn cái bự vậy á, nó sẽ mắc cổ vô đây nè. Mẹ nói nè, ăn nhỏ nhỏ lại đi xíu. Giúp. Con đi giúp. Con đi. Nè, đi giúp. Cái con gì nó bay vòng vòng kìa. Ok. Gì? Gì? Con lau cái miệng của con đi, dính ở đây nước này nè. Dính vô này. Thấy chưa, mẹ nói là cắn từ từ thôi. Ê, bị la nha, không có ném nha. Chỉ cho này, ăn xong rồi để đây. Ăn xong rồi để chỗ này nha. Phôi phôi vậy là mẹ la lắm luôn á. Nghe không? Cái này giống ai mà đặt phôi phôi. Nghe không? Cô có chơi rồi đi. Cô có. Mẹ cái này nha. Cô có. Ừ. Tôi là. Ăn xong để nè. Đó. Mình thấy con ăn cái này đi, cái này ngon lắm. Ai chị? Nóng. Dô sẵn, con voi. Hello. Hello. Tí nữa mẹ với Bena đi tắm. Em chưa tắm. Nên tắm xong rồi hả? Nên chưa tắm mà. Ăn. Thôi nè ăn đi mẹ không biết. Là gì? Ngon. Chưa đây. Ngon. Ngon. Dạ. Ăn. Ngon. Ngon. Ngon quá. Mẹ bị đấy. Hả? Mẹ đấy. Một cái nữa hả? Không. Ngon chị. Ngon quá. Ngon. Đi luộc cho na 4 con tôm. Chị ăn giòn khấy đi chà.
Thấy không? Cho mẹ xin. À cái giỏ nó dính lên sạc. Cho mẹ xin. Ừ. Cho giỏ. Đây mẹ đặt. Giỏ dính đi. Mẹ ha. Dạ mẹ. Wow. Ừ. Rồi bấu rồi ập 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 rồi ập ập nó ăn gì ngon không mẹ? Không ngon không mẹ? Nè hỏi nào, oishii desu ka? Ngon không mẹ? Chuyện chúng vô mắt đó con. Ngon. Chị này sẽ nhiều trò quá đây. Không sao đâu con, cái vỏ này không có sao hết trơn. Ăn nha. Mẹ ăn là mẹ ăn ngon miệng lắm đó. Hay nè ăn đi. Ngán cái gì đây? Ngán rồi hả? Bị lạc. Ăn này hoàng, bị lạc. Có ăn nữa phải không? Giờ mẹ ăn cái này nha. Mẹ ăn hay nè ăn? Đó. Nè ăn hả? Rồi nè ăn thì ăn này hoàng. Giờ ăn mà giờ chơi là mẹ dẹp á. Nhai nhiều vô. Cho nhai thêm nữa. Hết đây. Có ta. Con quả nó kêu. Đây. Một miếng thôi. Ăn thử một miếng thôi nha. Ăn thử đây. Ôi nè, ôi. Gì đây? Nè. Miếng thôi, ăn thử một miếng thôi. Ngon lắm, ngày xưa con thích cái này mà. Rồi thôi cho mẹ nè. Ngán tôm rồi, vậy thôi ăn cơm đi. Không ăn hả? Không. Rồi, nó ở đây. Vậy thôi con bye bye, mời cô chú mình kết thúc video. Mẹ ăn cho. Bye bye. Con bye bye. Bye bye chào. Chị mày. Bye bye.